Sáng nay, chỉ sau một ngày, trạm thu phí quốc lộ 6 đặt tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động. Rất nhiều tài xế đã phản đối vì cho rằng mức phí quá cao và không phù hợp. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 cho biết sẽ có điều chỉnh theo hướng hợp tình hợp lý đối với người dân địa phương trong thời gian sớm nhất, nhưng trước mắt sẽ vẫn thu như quyết định. Sau khi họp chiều ngày hôm qua ngày 20 tháng 10, nghĩa là xe ô tô con của người dân địa phương sẽ được giảm 40% so với quy định, xe tải của người dân địa phương hoạt động kinh doanh được giảm 20%, trạm thu phí Lương Sơn Hòa Bình hiện áp dụng mức giá thấp nhất là 25.000 đồng một lượt đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe có chế tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Mức cao nhất là 180.000 đồng một vé một lượt được áp dụng đối với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container chở hàng 40 feet.